Xin chào các bạn, hiện nay thì có rất nhiều loại quạt hơi nước khác nhau, đến từ những thương hiệu khác nhau. Điều đó làm cho bạn phân vân không biết nên chọn loại quạt hơi nước nào. Vì vậy trong video này mình sẽ đưa ra một số thông tin về các hãng quạt hơi nước cho các bạn tham khảo, để các bạn có thể lựa chọn được cho mình và gia đình một quạt hơi nước phù hợp nhất nhé. Hãng đầu tiên đó chính là quạt hơi nước Midea. Midea là thương hiệu đến từ Trung Quốc với nhiều mẫu quạt hơi nước thiết kế đa dạng, đặc trưng với hai tông màu chủ đạo trắng đen. Mẫu quạt hơi nước Midea thiết kế hợp lý, phù hợp với mọi không gian phòng, chống bám bụi tốt, vật liệu bền và chắc chắn có thể so sánh với những thương hiệu lớn khác. Giá thành của sản phẩm thuộc thương hiệu Midea có mức giá dao động từ 1.600.000 đồng đến 2.500.000 đồng, phù hợp với phần đa đối tượng khách hàng cũng như mọi không gian sống khác nhau. Hãng thứ hai đó chính là quạt hơi nước Sunhaus. Quạt hơi nước Sunhaus đến từ Hàn Quốc, thuộc phân khúc giá rẻ, nhiều mẫu sản phẩm đột phá cho người dùng hiệu quả làm mát không gian tiện ích, một trong những thương hiệu quạt được ưa chuộng nhất thị trường. Công suất lớn, hiệu quả làm mát nhanh, tạo độ ẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Quạt hơi nước Sunhaus cung cấp nhiều mẫu quạt đẹp mắt, hiện đại về tính năng, được lòng người dùng. Hãng thứ ba đó chính là quạt hơi nước Bosch. Bosch là một thương hiệu đến từ đất nước Nhật Bản. Cho đến nay, thương hiệu Bosch đã mang tầm vóc và độ bao phủ rộng lớn trên thị trường Việt Nam và thế giới. Bên cạnh những mặt hàng gia dụng cần thiết, thì Bosch đã có nhiều sản phẩm tiên tiến hiện đại như máy massage vật lý trị liệu, máy sấy quần áo. Và phải kể đến quạt điều hòa cũng là một sản phẩm tiêu biểu của thương hiệu này. Hãng thứ 4 đó chính là quạt điều hòa Nagakawa. Quạt điều hòa hơi nước thương hiệu Nagakawa sở hữu thiết kế đa dạng, trang nhã. Sản phẩm có nhiều màu sắc, hài hòa cùng không gian, tôn lên nét sang trọng, tinh tế cho không gian sống. Vỏ máy được làm từ nhựa ABS an toàn cho sức khỏe, động cơ 100% lõi đồng đảm bảo độ bền cao. Máy có tấm lọc và khả năng tạo ion giúp thanh lọc không khí hiệu quả. Máy làm mát Nagakawa có giá trên thị trường khoảng 5 đến 11 triệu đồng. Hãng thứ 5 đó chính là quạt hơi nước Iruka. Iruka là thương hiệu quạt hơi nước đến từ Nhật Bản. Hãng này chuyên sản xuất các thiết bị đồ điện gia dụng như máy điều hòa, phạt phun xương, bếp hồng ngoài và cả quạt hơi nước. Hiện ngay, gần như các sản phẩm của Iruka đều được lắp ráp ở Trung Quốc, mặc dù vậy vẫn có một vài sản phẩm được sản xuất tại Thái Lan. Các sản phẩm của Iruka đều có thiết kế đơn giản, gọn nên không chiếm quá nhiều diện tích không gian trong gia đình bạn, rất thích hợp với các không gian như phòng ngủ, phòng khách hoặc nhà bếp. Nổi bật là sản phẩm Iruka I88 có màu trắng và rất tinh tế. Sang trọng hơn nữa, quạt được sử dụng chất liệu ABS nên rất bền và ít bị bám bụi. Có thể di chuyển dễ dàng với thiết kế xoay 360 độ. Nhắc đến Nhật Bản, thì ai cũng phải công nhận chất lượng của các sản phẩm đến từ đất nước mặt trời mọc. Hiện nay, các sản phẩm quạt điều hòa của Bosch đều được sản xuất tại Thái và nhập nguyên chiếc về Việt Nam. Hãng thứ 6 đó chính là quạt hơi nước Sanzo. Thương hiệu quạt hơi nước Sanzo có đa chức năng với nhiều hiệu quả trong quá trình sử dụng, với khả năng giúp không khí có độ ẩm tốt hơn, đem đến những hiệu quả làm mát cao hơn mà không gây ảnh hưởng cho sức khỏe con người. Đồng thời, giá thành của những sản phẩm quạt hơi nước Sanzo cũng là rất ưu đãi, dao động từ 2 triệu đồng đến 2 triệu 500.000 đồng một sản phẩm. Và hãng cuối cùng đó chính là quạt hơi nước Panasonic. Quạt hơi nước Panasonic quá nổi tiếng trên thị trường với những sản phẩm chất lượng hàng đầu, công nghệ hiện đại cho hơi nước có kích thước hạt nhỏ hơn, làm mát nhanh cho không gian lớn. Quạt tích hợp nhiều tính năng hiện đại làm sạch không khí, bảo vệ sức khỏe người dùng, tiết kiệm điện năng, độ bền vượt trội với thiết kế đơn giản dễ dàng sử dụng được người dùng đánh giá cao. Giá thành các mẫu quạt Panasonic hơi cao so với sản phẩm cùng loại. Và vừa rồi là top 7 quạt hơi nước hãng nào tốt, chất lượng, nên mua và được sử dụng phổ biến nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn chọn được cho gia đình mình một chiếc quạt hơi nước phù hợp nhất. Link mua sản phẩm mình có để ở dưới cái phần mô tả của cái video này, các bạn vào tham khảo nhé. Và cái video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.